đến từ Úc. Đó là tay vợt Aaron Anderson với chiều cao 1m93. Out. Out. Liên tiếp là những cú đánh tấn công ép phải. Game Palan. Game Palan. Và quyền giao bóng thuộc về tay vợt người Cộng hòa Séc. Out. Các tay vợt có chiều cao lợi thế hơn mình thì anh thường đứng rất sâu về Dominik Palan. Điểm số được nâng lên cho anh 30-15. Những pha ăn miếng trả miếng của cả hai tay vợt. Pha lên lưới của Lý Quang Nam. Trận đấu đang bước vào loạt tie break. Lý Hoàng Nam đang có lợi thế khi dẫn trước 3 điểm. Quá hay. Một trận đấu đầy căng thẳng, bào mòn thể lực của cả hai tay vợt rất nhiều. What?
lên lưới. Yeah! Không 15. Ta bước vào game giao bóng thứ hai và quyền giao bóng thuộc về tay vợt người Việt Nam Lý Hoàng Nam. Mười lăm không. Kim Ly. Out. Dứt điểm. Tiệm Cinemasley. Như vậy thì Liễu Hoàng Nam đã giành chiến thắng trong set thi đấu thứ hai với tỷ số là 6-2 và giành chức vô địch giải ITF Men World Tennis Tour M15 tại nên hãy đăng cúp 2022 tuần thứ hai.